Ổ dịch xuất hiện trên đàn gia cầm của ông Nguyễn Thanh Cảnh, thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Bệnh xuất hiện ngày 27 tháng 10 với các biểu hiện lâm sàng của bệnh cúm, gia cầm, chết rất nhanh và đồng loạt. Chỉ sau 2 ngày, số lượng gia cầm chết đã lên đến 1.700 con. Được tin báo của hộ ông Nguyễn Thanh Cảnh, thôn Đông Bình, xã Hòa An, có gà chết hàng loạt. Sau đó trạm thú y phối hợp với chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh, ủy ban nhân dân xã Hội An đã tiến hành kiểm tra mổ khám và nghi đây là số gà mắc bệnh cúm gia cầm, và sau đó là được chi cục chăn nuôi thú y lấy mẫu lấy bệnh phẩm gọi mẫu đi để xác định được là bệnh gì. Đến ngày 30 là đã có kết quả của trung tâm thú y chăn nuôi thú y vùng 4 là kết quả là dương tính với cúm A H5N6. Trong các ngày 29 đến 31 tháng 10, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số gia cầm tại ổ dịch, đồng thời phun tiêu độc khử trùng, triển khai các biện pháp bao vây ổ dịch theo quy định xử lý dịch của ngành thú y. Chủng virus là H5N1 và H5N6, thì hai cái chủng này là rất là độc. Đó, thì cái bán kính mà để mà tiêu độc sát trùng ở cái vùng này á, thì trong vòng là 3 km. Đó là người do trạm phải hướng dẫn, trạm cùng với các thú y cơ sở là hướng dẫn cho người dân và thú y cơ sở là phun tiêu độc sát trùng hết toàn bộ. Trong khi ngành chức năng đang tiến hành bao vây, dập dịch H5N6 tại hộ ông Cảnh, thì cách đó 10 mét, tại trại chăn nuôi của bà Nguyễn Thị Trang cũng xuất hiện tình trạng 700 con gà và 70 con vịt bị chết với các biểu hiện tương tự. Điều này cho thấy nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn tại khu vực này.